Xin chào mọi người. Chào mọi người đến với kênh YouTube của cô Diệu Food nha. Mọi người ơi, hôm nay là mình ăn lẩu mọi người ơi. Lẩu thì hôm nay là mình có làm lẩu chả cá thác lát. Chả cá thác lát nhưng mà nó cũng không phải 100% là chả cá thác lát nữa, mà là mình có nhồi thêm một ít chả cá măng nữa. Cũng 80% chả cá thác lát rồi. Thêm một ít cá măng thôi. Hôm nay chả cá thác lát thì mình có nhồi vô cái bông bí nè. Mình nhồi vô bông bí, với lại mình nhồi vô cái trái ớt á. Cho mọi người xem. Hôm nay rau ăn kèm thì mình có rau tầm ô với lại bồn bồn này thì mình cắt nó khúc ra nhỏ nhỏ vừa ăn rồi. Bồn bồn này là đặc sản của Cà Mau đó mọi người. Ai ở quê ở Cà Mau thì mọi người chắc cái món này thì mọi người chắc ăn nhiều rồi, nhưng mà mọi người ở nơi khác á thì không biết là mọi người có mua được cái bồn bồn này ăn không, tại vì mình chỉ thấy ở Cà Mau nó bán nhiều, nhưng mà chỗ khác thì mình không biết là nó có bán hay không. Lẩu thì hôm nay mình làm cái nước giống như lẩu Thái vậy mọi người. Mình có nấu cái gói lẩu Thái. Trong đây thì mình có nấu sả, khóm, cà chua với lại nấm gươm. Nấu chua chua ngọt ngọt giống như là lẩu Thái. Nãy giờ mình mở cho nó sôi lên. Sôi quá sôi rồi, bây giờ mình sẽ bỏ chả vô. Hôm nay mình ăn kèm là có bún luôn nha mọi người, mình ăn với bún. Giờ nước nó sôi và bây giờ mình bỏ chả vô. Mình nhồi vô cái ớt nè. Ớt này thì mình mua là ớt không có cay. Ớt để người ta làm tạo màu á, không biết cay không, chứ nãy mình làm á, cái mình lấy cái hộp ớt ra, lấy hộp ớt ra, bây giờ hai cái tay là nó gác hết trơn, không biết là nó có cay hay không, nó nóng, không biết là nó cay hay không thôi, bây giờ nó nóng quá. Giờ mình sẽ bỏ một ít mình bỏ bồn bồn trước. Cái bồn bồn này nè là mình xào với tôm với thịt, hay là mình làm dưa bồn bồn nó cũng ngon đó mọi người. Bồn bồn này là ở chỗ của mình là nó bán rất là nhiều luôn. Mình đi dọc đường hay là mình đi chợ á thì bán rất là nhiều, mà nó cũng rất là ngon. Không biết là chỗ mọi người có không ha, chứ ở Cà Mau là bán rất là nhiều. Tại vì bữa nay á thèm chả, mình muốn ăn chả cho nên là chỉ nấu có chả cá thôi. Chứ cái lẩu này thì mình có nấu tôm, nấu mực đồ vô thì ăn nó cũng ngon. Tại vì cái lẩu này cũng giống như là lẩu Thái, mình nấu nước cũng giống như lẩu Thái thôi. Chỉ có cái là mình ăn chả thôi. Wow, mọi người nhìn chả nè. Chả này dai lắm. Quá
giờ đợi giả chính đó, thì mình nói cho mọi người nghe chị nè. Hổng dài á, mình đăng mấy cái clip đầu á, thì mình đăng được 3 clip rồi. Bây giờ cái clip này là mình quay clip thứ 4. Nhưng mọi người biết do sao không? Bữa nay là mình không có gắn cái mic ở đây nữa. Cái mic á, cái mic mà mình để mình thu tiếng á, là do là lúc đầu mình chuẩn bị quay á, là mình không có biết là mình mua cái mic đó là mình mua loại nào. Cho nên là mình thấy bán thì mình mua thôi, chứ mình cũng không có biết là cái loại nào nó thu nó gõ tiếng với lại nó thu nó thấy nó ok. Thì mình cũng không biết nên mình thu mua rồi mình xài thử thôi. Nhưng mà mình thấy là cái mic đó nó thu nó không có được không có được êm, nó không được gõ, nó bị bùng bùng, nó ù ù cái tiếng á, thu nó không được gõ. Cho nên là đó là lý do vì sao mà ba cái clip trước á, là mọi người thấy là cái tiếng của mình á, nó bị ù, nó bị ù, mọi người nghe không có rõ. Thật ra là một cái clip á, là mình nói chuyện rất là nhiều, mình nói chuyện trên trời dưới đất, nói khùng khùng điên điên, nói quá trời nói luôn. Nhưng mà cái tiếng của mình nó bị ù á, mọi người khó nghe á, cho nên mình đã cắt bớt rồi, chứ mình không có để nhiều quá. Cho nên là mình cắt bớt. Cái clip của mình á, nói chuyện nó không rõ là do ba cái clip đầu á, là mình đã quay trước, mình quay một hơi ba clip luôn. Mình quay 3 clip luôn rồi xong á, mình mới dựng. Thì cái lúc đó là mình đã quay hết rồi. Khi mà mình đăng cái clip đầu tiên á, là mình đã quay xong 2 cái clip tiếp theo luôn rồi. Cho nên là mình không có biết được là mình quay nó bị ù tiếng vậy. Quá trời nó soi rồi mọi người ơi. Mình thả xuống bớt nó thôi. Khói mịt mù nhà luôn rồi. Mọi người nhớ cái clip vừa rồi mình đăng á, là cái clip mình ăn cá đúng không? Cái clip mình ăn cá là cái clip đó là mình phải ghi âm lại từng câu. Từng câu thì mình cảm thấy là mình ghi âm lại vậy á, mình nói chuyện nó không có hay. Thà mình đang nói trực tiếp vậy nè, cái giọng điệu của mình nó nói nó hay hơn. Còn mình ghi âm lại thì cái lúc đó là cái giọng điệu nó khác rồi, cho nên là nó không hay. Rồi bây giờ là mình thu á, là mình bỏ cái clip ra luôn. Mình thu trực tiếp cái máy mình quay, tại vì giờ mình quay ở trong phòng. Quay ở trong nhà nói chung là nó cũng không có tiếng ồn nhiều á, thì mình thử là mình thu trực tiếp luôn á thì xem như thế nào. Chứ cứ mà quay mà cứ clip nào mà cũng bị lỗi âm thanh vậy á thì mọi người coi nó cũng bị nhàm chán nữa. Cho nên là mình phải tìm cách khắc phục mới được. Cái lẩu của mình á là nó cũng soi, mình thấy chả nó cũng nổi lên, chắc nó chín rồi thôi. Này cái lẩu này thì mình nấu giống như nước lẩu Thái luôn. Có hành gơm, có khóm, có cà chua, rồi bọc bí mình dồn chả vô cái bọc bí. Bây giờ cái cục chả nó nở ra nè. Nó nở ra còn cái bông bí nó teo lại thì mắc cười quá. Mình cho mọi người xem chứ. Mình cho mọi người xem trái ớt nè. Cái chả nó nở ra bây giờ, trái ớt nhìn nó siêu to khổng lồ luôn. Giờ mình hôm nay mình ăn thì mình sẽ ăn với bún. Nay là mình thu mà mình không có để clip luôn, thử coi cái tiếng của nó xem nó nghe nó thật hay không. Mình chỉ sợ là nghe nó không được rõ thôi, chứ nếu mà mình thu tiếng lại thu ở trong phòng á, mình không có tiếng ồn nhiều á thì nó cũng không có đến nỗi là cái tiếng nó bị ù như là mình thu mic. Mình cũng không biết là cái mic nó lược âm thanh kiểu gì mà nó quá ù luôn. Giờ mình ăn thử một cái cục chả với lại cái bông bí nè. Bông bí sao nó teo nó cũng hết trơn.
Mời mọi người ăn cùng mình nha. Nóng quá. Chả là quá dai luôn á. Ngon quá. Chất lượng. Đây là bồng bồng. Món bồng bồng này thì quá quen thuộc với người dân Cà Mau rồi. Nhưng mà ở nơi khác thì không biết là mọi người có mua được cái bồng bồng này ăn không? Bồng bồng thì ở Cà Mau bán rất là nhiều luôn. Hồi sáng mình đi chợ á, ít nhất là cũng có 20 chỗ mà bán cái bồng bồng. À mọi người biết gì không? Sáng mình đi chợ á, mình mua có nhiêu đồ đây à? Mà mình đi 3 vòng chợ. Đi 3 vòng chợ mình mới mua được hết nhiêu đây. Ý là giống như là mình đi mua xong mình nghĩ là được đủ rồi, cái mình chạy về đường khúc á. Cái mình nhớ à cái món nó chưa mua, cái xong cái chạy ngược qua lại. Ồ quá siêu. Có ai đi chợ mà đi 3 quận mới mua đủ để nấu món lẩu? Này lẩu này mình nấu cái nước nó ngon quá. Chua chua ngọt ngọt. Cay cay. Cái nước này là mình chan bún là ăn xúc xắc luôn. Mình trụng mì vô ăn cũng ngon. Bây giờ mình chan vô nước ăn. Ngon quá. Chả dừa ăn dai dai. Nêm cũng vừa ăn. Cái chả này đó mình nêm vô tí xíu muối thôi. Với lại miếng bột ngọt. Tiêu, hành. Mọi người thích bỏ đường thì thêm tí xíu đường cũng được, còn không thích ăn đường thì thôi khỏi bỏ. Mình ăn lẩu là mình phải để nóng vậy luôn. Mình ăn mình thổi vừa vừa nó còn nóng nóng mình ăn. Chứ mà ăn lẩu mà để gắt ra mà để nó nguội luôn á là mình không ăn được. Cái nước lẩu quá ngon. Hơi hơi nha. Cũng hơi cay nha. Bữa nay ăn rồi chảy mỡ thiệt luôn á.
mình sợ nó bị ồn á, cho nên là mình không có dám mở cái quạt. Cái máy lạnh thì hư, quạt thì không dám mở, ăn lẩu thì ở trong phòng kính thôi. Ớt này nó cũng, tại vì mình ăn cay cho nên là mình không biết là nó cay, nó có quá cay với người khác không, nhưng mình thì ăn được. Ăn mình thấy ăn giống như là ớt chuông. Bữa nay làm cái mâm chả khổng lồ luôn. Mâm chả này ăn nguyên nhà còn không hết. Ngon quá. Cái chả này nè, mình bỏ tiêu nhiều lắm, bỏ tiêu nhiều nó mới thơm, chứ bỏ ít nó không có nghe mùi tiêu á, không có ngon. Bồn bồn là ngon, non dữ luôn. Hất một miếng nước là nghe tình cảm liền. Lẩu mình có bỏ khóm nữa không rồi? Khóm á? Mình không có sắc nhỏ, mình sắc mí gì luôn, để mình gắp mình ăn được luôn. Chứ mình sắc nhỏ quá mình đâu có gắp ăn được đâu. Hôm nay mình quay đến đây thôi mọi người ơi. Nếu như mọi người có góp ý gì về món ăn đó, thì mọi người comment ở dưới phần bình luận giùm mình nha. Mình sẽ ghi nhận hết tất cả ý kiến của tất cả mọi người. Nếu như mọi người yêu thích video của mình đó, thì cho mình một like và một đăng ký kênh ha. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.